Mở video gió mây trời trôi. Đang mở video gió mây trời trôi. Phải nói bây giờ công nghệ nó ghê gớm anh em nhỉ. Giờ anh em mở cái gì chỉ cần một câu lệnh thôi. Chỉ cần một câu lệnh nên muốn mở nội dung gì theo yêu cầu có ngay. Đây là một chiếc màn hình em voi mình vừa lên xong. Đợt tới thì nó cũng sẽ có một số cái công nghệ mới, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì những cái dòng xe như chiếc xe này là C5 nguyên bản thì nó chỉ có cái màn nguyên bản ấy chỉ có bắt bluetooth đấy, nghe qua bluetooth thôi hoặc nghe đài FM. Nhưng mà khi mà lên bộ màn hình Android thì mình có thể xem trực tuyến các nội dung trên YouTube này, bản đồ dẫn đường Google Maps, thì anh em không còn phải cầm cái điện thoại đi ví dụ như đi tỉnh lẻ. Anh em nhiều lúc là bây giờ đang xem cái bản đồ trên điện thoại này, đi vừa để ý này rất mất tập trung và lái xe thì nó không an toàn. Nhưng mà lên cái bộ màn Android này thì bản đồ ở trên này rồi, có cả thêm cả bản đồ cảnh báo giao thông, bản đồ biển map 2. Đây là Google Maps này. Đấy. Thì anh em cũng chỉ cần đi đâu anh chỉ cần nói là ví dụ này, em nói cho anh em xem này. Dẫn đường tới sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đó. Là anh em không phải cầm điện thoại tìm này nữa. Chỉ cần nhìn trên màn này thôi, rất là tiện. Đi về hướng Tây Nam lên Phan Đình cùng với cam lùi thì siêu nét nhá. Cam lùi siêu nét này. Đấy, cam lùi siêu nét. Mà còn tặng thêm cả cam hành trình nữa. Cái này thì em chưa gắn. Anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe ví dụ như là C5 và những cái dòng xe phổ thông khác cần nâng cấp màn hình hoặc là cần nâng cấp lên những cái phần mềm cũng như là những tính năng thông minh trên màn hình xe ô tô thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá.